Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Rồi lời đầu tiên mình cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị, với cô bác, bà con đã ủng hộ mình, ủng hộ kênh mình và cũng như là ủng hộ Salon An Tâm trong suốt khoảng thời gian qua. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với bạn một cái kỹ thuật làm chân mài mới mà đang ở đình nổi đám, đó là kỹ thuật điêu khắc chân mài bằng máy. Thì cái kỹ thuật này thì nó tạo ra một cặp chân mày siêu thực, nói chung là rất là khó phát hiện với bằng mắt thường. Nó chăm chút tới từng sợi chân mày như các bạn. Thì đầu tiên cái quy trình này á, quý khách sẽ được tư vấn rất là kỹ về cái dáng chân mày sẽ để mà hợp với khuôn mặt của mình, và tùy theo cái chân mày của bạn mà chuyên viên sẽ chọn cái màu mực mà nó trùng khớp màu trong mày cũ của bạn. Các bạn sẽ được trải nghiệm cái dáng trong mày mới qua cái phương pháp vẽ tán bột, đến khi nào mà bạn vừa ý với dáng chân mày của mình thì chuyên viên sẽ bắt đầu ủ tê, sau đó tiến hành điêu khắc tạo dáng trong mày. Xin một lần nữa nhắc lại với các bạn là toàn bộ cái quy trình là nó vô cùng an toàn, vệ sinh rất sạch sẽ nha các bạn, cho nên không có lo mấy phần mà nhiễm trùng. Thì sau khi mà tiến hành điêu khắc xong, nói chung là toàn bộ trong quá trình điêu khắc thì sẽ không có đau nha các bạn, hoàn toàn không đau, cảm giác rất là dễ chịu. Nếu mà như mà cái thang điểm đau được sắp từ 1 đến 10 thì quý khách sẽ cái cảm giác đau khách sẽ nằm ở khoảng là điểm số thứ 3 thôi. Nói chung là rất là dễ chịu, có đau đớn gì á. Sau khi mà tiến hành điêu khắc tạo dáng xong thì quý khách sẽ được tư vấn và giữ cách bảo quản chăm sóc sau khi về nhà, và quý khách sẽ được bảo hành cái cặp chân mày của mình khi nào cảm thấy vừa ý. Nói chung là khi mà cái cặp chân mày vừa điêu khắc xong thì nó sẽ hơi đậm 3-4 ngày nó sẽ bong tróc, thì bạn sẽ có một cái cặp chân mày hoàn hảo vừa ý. Và quý khách hãy liên hệ với mình thường xuyên để được tư vấn và được cập nhật những cái chương trình khuyến mãi thường xuyên của tiệm. Hãy liên hệ với mình bằng cái Facebook, và số điện thoại và email mình để ở phần mô tả của video. Rồi một lần nữa mình xin cảm ơn quý anh chị, cô bác đã ủng hộ trong suốt thời gian qua.